Má chia một cái em. Em bảo nhé. Ừ. Hai màu hai đồng. Ừ. Một màu một đồng. Ừ. Ba màu ba đồng. Ủa nhưng mà cái kem này nó bằng nhau mà. Ai mua kem không? Kem này rất đặc biệt đây. Kem này có thể ho vẫn ăn được. Đây là kem thật đấy các bạn. Ăn này tuyệt vời Omily luôn. Ai mua kem không? Ủa? Hôm nay em bán kem à? Ôi mẹ mới cho tiền xong em bán kem luôn. Ủa mà kem gì lạ vậy? Bán bao tiền cái? Ủa luôn cho kia, bán hàng gì mà mông tốt thế? Rồi hết chỗ của khách rồi. Bao tiền một cái em? Em bảo nhé. Ừ. Hai màu hai đồng. Ừ. Một màu một đồng. Ừ. Ba màu ba đồng. Ủa nhưng mà cái kem này nó bằng nhau mà. Chị ơi, kem thì em đặc biệt nên là tính theo màu. Lại còn có người bán kem theo màu. Nhớ chỉ ra ngoài kia mua kem nhá. Kem to kem bé. Nó cứ kem nào kem to là 1 đồng, kem bé à quên, kem to là 2 đồng, kem bé là 1 đồng. Giờ 4 cái kem này đều bằng nhau là còn tính theo đồng. Thế cái này mấy đồng? Cái này 2 đồng. Rồi, cái này 1 đồng. Cái này 1 đồng là 1 màu, 2 đồng là 2 màu, 3 đồng là 3 màu. Thế nhà em, nhớ nhà em làm một cốc kem này mà 10 màu hết 10 đồng à? Lần đầu tiên mình được ăn kem tính tiền không ạ? Bây giờ bỏ 2 đồng ra mua một cái kem kẻ vũ khí. Nhưng mà nhìn cái 2 đồng này nó đẹp hơn cái 1 đồng à. Thôi được rồi, các chị mua cái này đi, thích cái này. 2 đồng. Ngon không? Ngon. Đảm bảo nó ngon thiệt Omily luôn. Thật á? Em ăn thử đi nào. Ô, không lạnh thật. Ô, kem không lạnh thật luôn. Mềm thế, ngon thế. Ăn thạch à? Thảo nào. Ủa, thơm thế. Ăn mùi sữa rùa thôi. Ủa, mà em bán hàng em ăn này đi không tím sợ mẹ mắng à? Không. Em mà là đói thì ăn thôi. Đói thì ăn hả? Ừ, ngon thật đấy. Ừ. Thế mà thơm ấy. Ô, cái này có 3 màu. Mình lời một màu ấy. Ăn thế hả? À, nhưng mà thơm quá. Thôi đấy thì chị mua một cốc này nữa. Cốc này 3 màu. Cốc này 2 màu à? Cái cốc 3 màu đẹp hơn. Thôi chị mua cốc này mang về cho em chị. Cho chị một cái thìa nhé. Mang về cho em chị ăn đây này. Đây là thành mấy màu? 5 đồng. Chơi 5 đồng? Thì nên có 3 màu. Thì cho em 3 đồng nữa. Ừ, thế sao bảo 5 đồng? Bán hàng học gì mà học siêu thế. Người ta đang nghĩ thế chỉ 2 đồng thôi. 5 đồng, hồn như mãi. Cái kem này chị giả tiền em rồi đấy thầy. Tưởng chị chưa giả tiền nên cọc cả vào đúng không? Không phải. Thế tại sao bỏ 5 đồng? Không. Ừ. Nhưng mà nhá. Ừ. Thôi 3 đồng nhá, đủ 3 đồng nhá. Thôi chị mang về đây, cái này chị cho em. Mà không ngon thôi, em tự làm đi ạ. Mà sao em làm khéo được nhiều tầng màu này thế? Ừ, chị chứ. Ừ. Đổ à? Ừ. Biết nào mẹ em kéo mẹ em cẩn giận em. Mẹ chị à, suốt ngày đi làm từ sáng sớm đến tối mịt lên. Chả bao giờ là giận chị làm cái gì cả. Thôi chị về đây. Dạ. Này, ăn ít thôi, tối về không có đồng nào để mà chị đưa cho mẹ đâu. Cái mồm mày ăn như mỏ khoét ý. Người ta vào mua cái mua được thôi. Bán được 2 cái kem, ăn mất cái. Thế còn gì ấy. Thôi đi về đây. Chào em nha. À, chào em nha. Ăn hết đi khỏi bề bán. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.